À, xin chào các bác nhá. Em hôm nay em bắt đầu thả một đôi chim đầu tiên các bác, đôi chim quý em vừa mới được gửi tặng đây các bác. Đôi chim này là chim quý các bác nhá. Bây giờ em bắt đầu bắt ra em cho vào trong AV, không biết là chim gì nhưng em chỉ biết là đôi chim rất quý thôi. Đó là chim quý mà chim đẹp đó các bác. Bây giờ em bắt ra các bác xem nhá. Đây em nhờ một cameraman quay cho em phát đó. Các bác nhá, em bắt ra xem là con chim này là chim gì các bác nhá. Đôi chim quý đó các bác. Mang vào trong kia không may mất. À đúng rồi nhờ. Chim quý các bác phải mang vào chỗ này không nó bay mất nhá. Để em mang vào chỗ này không may nó tuột ra một phát này còn vào trong lồng được. Không cửa đấy nhá. Chim quý ra mất. Đây các bác ơi, chỗ này có cái thác nước đẹp, em ngồi chỗ này tí quay cái thác nước tí cho nó sinh động tí các bác nhé. Hôm nay thả đôi chim đầu tiên đây, các bác xem nó ví với em xem đôi chim gì đấy nhá. Chim này có ok hay không? Chim quý này các bác ơi. Ôi đôi này đôi chim này là còn đâu hết rồi. Hôm nay được tặng đôi chim quý quá các bác. À cho ăn luôn xem nào. Ăn đi. Đấy, đôi chim quý các bác nhá. Đây này dở nha, ăn đi đói chưa, nút ở đây chỗ nào rồi đói không, xem nào. Đấy, ui rồi à, đôi chim này hay đấy nhờ. Đấy các bác, đôi chim quý đây các bác này. À mấy con chim trà màu này thấy lạ này, đang gạ này, gạ đòn này, đang xuống rồi gạ đòn này các bác. À, đùa vui một chút thôi, hôm trước có bác là góp ý với em là thả một đôi chim cút cho nó ăn cái đồ thừa, đồ rơi vãi ở dưới đây các bác này. Đấy, những cái đồ thừa mà cám ấy, còn những cái đồ ăn thừa nó rơi đến đây thì em để cho chim cút nó ăn nó nhặt đấy các bác. Thì hôm nay em kiếm được một đôi chim cút rồi. Em thả vào đây cho nó ăn ở dưới các bác. Biết đâu nó lại sinh sản được kiếm mấy con chim cút con. Ăn không? Đấy, đang ăn này các bạn. Đấy, ra nãy giờ bây giờ đây là bắt đầu ăn rồi. Cái thang nước em tháo nước vào rồi các bạn. Nhưng mà cái em tháo nước vào rồi, nhưng mà cái phần đằng sau em đang chát xi măng sau nó ướt nên là em phải cho cái vòi nó thổi bắn ra đây. Thổi nó bắn xa một chút không nó chảy ra đằng sau các bạn, nó sẽ ướt. Em làm tạm này cho nó chạy lên chạy xuống chút các bạn. À ra chơi đây, nước nôi này, tắm đây. Một con nữa rồi. Con này cũng hiền lắm. Tắm đây. Khai trường cái thác nước đây. Này các bạn, em thấy thả đôi chim cút này nó ăn ở tầng dưới này cũng hay các bác này. Cho ăn ở dưới đất này có khi lại cũng hay các bác. Ai à, con chim này ỉa. Ỉa vào đầu luôn. Đấy các bạn. Cái thác nước này là em tự chế đấy các bác nhá. Em chế nhanh gọn thôi, em làm vội vàng để cho nó có cái thác nước để cho chim nó tắm rửa đấy các bác. Còn em không có thời gian để mà đợi mà làm từng tí một tỉ mỉ đâu. Lâu lắm em về được mấy ngày đó các bác. Bây giờ em sẽ thả thêm mấy đi cơ, thả thêm cá nữa. Có mấy con cá em thả vào đây vào bể luôn các bác. Đây này, ra lấy cái bê cái chậu kia vào đây. Cái chậu cá. Có mấy con cá rồng này các bác. Cá mấy cá rồng cá quý em lại cũng thả vào luôn.
Ăn đi. Giờ đây ăn này. À, hôm trước cũng có bác có ý với em ấy là thả một đôi chim cút này, hôm nay em cũng mua em thả luôn các bác nhá. Bê ra đây đi. Cầm lấy tay anh thả cá. Cá thả đèo luôn. Thôi đông kia bằng, đông kia bằng. Thấy không ạ, bây giờ em thả ít cá xuống nhá. Em thả mấy cái dòng xuống trước đó. Có mấy cái dòng em mang vớt về. Đấy, ít bèo luôn các bác nhá. Em thả ít bèo luôn. Còn mấy cá con này thả không biết kim nó bắt không các bác. Đây các bác này. Đấy, cá các bác xem này. Mấy cá kia em mua ở dưới thành phố mua về em thả cho nó gọi là nó có tí nó con nó dọn cái bể các bác. Các bác. Hôm sau em sẽ thả cái cá lau bể ấy, hoặc là mấy con cá rô phi nó sống dai dai em rút, em sợ cái cá này nó không sống đâu này. Cái cá này em sợ nó yếu chịu lắm. Sao đạp phải chim cút được xong nha. Đây các bác, em thả mấy con cá xuống với cái bèo các bác. Cái bèo này cho nó đấy này, cái bèo này để ra cho nó gọi là có oxy cho cá nó sống. Hôm sau em thả mấy con cá rô phi hay là mấy con cá lau bể đây các bác. Nó sống dai hơn. Chứ còn bây giờ mà mấy con cá này em nghĩ là nó khó sống, nó dễ chết lắm này. Mấy con cá này thì nuôi ở đây nó sợ nó chết đấy. Cá này nó yếu chịu lắm. Thả mấy đôi cá mún, ba đôi cá bún với hai đôi cá bảy màu đấy các bác, cá bảy màu tạp đó mà. Này em thả đây em có phong thủy một chút, hôm sau em thả cá khác các bác nhé. Này bạn, tháng nữa hôm sau em chạy trên kia chạy xuống, trên đỉnh chạy xuống, nhưng bây giờ em đang làm xi măng đằng sau, em nó đang ướt nó chưa khô ấy, em bơm tạm để cho nó chạy nó đẹp một chút thôi. Hôm sau là chạy xung quanh cái kia các bác. Này thả cá xuống hồ này các bác này, cho nó rêu nó bèo nó xanh sạch đẹp một chút cái hồ một chút. Đây, ở đây cũng có tí dòng rêu tí cá đấy các bác, ít bèo nữa đây cũng được rồi. Đây các bác, bây giờ em thả đôi chim cút đây nhé. Đấy, làm đôi chim cút ăn cái tầng dưới các bác. Đấy, nó đang đi nhặt đồ nó ăn các bác. Nhặt đồ nó ăn, không biết là tối nó ngủ đâu đây, chuột nó có lại đánh mùi nó đến nó chơi không. Tối em ra xem nó ngủ đâu, em cho gọn lại cho nó lấy chỗ nó ngủ. À, gọi con. Con Lily này là giờ thấy con chim rồi bắt luôn không? Mồm này không có răng có cắn được ai đâu mà. Này nó lại còn trêu cho, nó lại đi gần lại nó trêu cho. Lên bên đây cơ mà, nhìn đâu á, đường sau đây cơ mà. Lê đây cơ mà, đây mà. Lê con coi con cún này, là thấy con chim cún nó đang đuổi quá.
Đây, 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 đây. Bắt sao được. Bác, em khuyên này hôm nay cũng khỏe các bạn, nhưng mà cái cánh của nó bị liệt mất rồi. Chắc là bị gãy, nó phải đợi thời gian dài nữa. Với lành là được. Em chờ xem đây. Cần cắm nước lên phát là chim chóc nó kêu rồi nó hót in cả tai đi các bạn. Nó cũng vui phết, kiểu nó có nước và nó thích hơn chứ. Có thắt nước vào nó thích. Đấy, em hôm nay em thả đôi đôi chim quý các bác nhá. Hôm trước bác cũng góp ý với em là thả đôi chim cút này. Hôm nay em làm đôi một đôi. Hôm sau em hoàn thiện AV em sẽ xin ý kiến các bác thả từng loại nhá. Bác nào nhớ những loại chim nào mà thả AV được ấy, thì các bác góp ý với em, nhắc em để em kiếm loại đấy em thả vào các bác nhé. Vì lần đầu tiên nuôi AV em cũng không biết là thả những loại nào nữa cho nó hợp lý nữa. Có gì các bác cứ góp ý bên dưới video, hôm sau em sẽ làm một cái video về thả những loại chim nào trong AV ấy, thì các bác góp ý cho em nhé. Em xin phép kết thúc video này đây. Em cảm ơn tất cả các bác đang xem video nhé. Chúc các bác một ngày mới thật nhiều sức khỏe nhé.